Câu số 7 ạ. Một loại chất béo có chứa 80% triglyceride về khối lượng thì để sản xuất 4,6 triệu chai nước rửa tay thì cần dùng tối thiểu x tấn loại chất béo trên. Cho phản ứng dung dịch nào mắt đun nóng, biết rằng mỗi chai nước rửa tay thì chứa 6 gram glycerol. Đấy đây này. 80% này. 4,6 triệu chai này. Cần tối thiểu x tấn loại chất béo này. Biết rằng trong mỗi chai nước rửa tay thì chứa 6 gram glycerol này. Thế thì 6 gram glycerol ta tìm được số mol glycerol luôn. Ta sẽ bằng là 6 mà chia cho 92 thì bằng 3/46. 3/46 số lẻ lắm, mình để phân số nhá. 3/46. 3/46. Bây giờ mình đi tìm khối lượng chất béo để sản xuất ra một chai này. Đúng chưa? Để sản xuất ra một chai nước rửa tay thì ta cần khối lượng của khối lượng, chúng ta lưu ý nhá. Bây giờ mình đi tìm khối lượng của triglyceride trước. Ta cũng luôn luôn có rằng là số mol của triglyceride thì nó sẽ bằng là số mol của glycerol. Đúng không ạ? Vậy số mol glycerol thì bằng 3/46, vậy anh này bằng 3/46 này. Vậy khối lượng của triglyceride là 3/46 nhân với 8/90. Ok chưa? 3/46 nhân 8/90. 3/6 nhân 8/90 bằng 133. 1335 phần 23. Ok chưa? Đấy nhá, thì từ đó mình sẽ suy ra khối lượng chất béo để sản xuất ra một chai nước rửa tay. Thì đây có chứa 80% triglyceride thôi. 1335 phần 23 chia 0,8. Được chưa? Chia 0,8 bằng 6,7665 phần 92. Ok nhá. Để sản xuất một chai. Thế bây giờ sản xuất 4,6 triệu chai ra. Sản xuất 4,6 triệu chai thì ta cần khối lượng chất béo bằng 6,6,7,5 chia 92 nhân 4,6 triệu. 4,6 triệu to đấy nhỉ. 4,6 triệu là nhân 10 mũ bao nhiêu ạ? Triệu này. 10 mũ 5 hay 10 mũ 6 ạ? Đấy, thử ghi này cho bạn dễ nhìn nhé. Không ghi này. Các bạn cứ 4,6 triệu này. Không, không. Đây. Không, không, không. Đúng không? Nhân 10 mũ 5 nhá. Vậy là bằng bao nhiêu? Bằng nhân với lại 4,6 x 10 mũ 5 bằng cái đơn vị gam nhá. Đây đơn vị gam ạ. Mà muốn ra đơn vị, ở đây để bài hỏi chúng ta là đơn vị tấn. Là tấn thì phải chia cho 10 mũ 6 nhỉ. Chia cho 10 mũ 6 bằng đây 33 thì nhầm đấy. 4,6 x 10 mũ 6. Thế lỗi ạ. Thank you game, 4,6 nhân 16. 6,6,7,5 chia 92 nhân với 4,6 nhân 10 mũ 6 ạ. Rồi, xong lại chia 10 mũ 6 à. Thế thì coi như là bằng hoàn gì nữa, 4,6 thôi. Bằng đây, bấm lỗi. Bằng đây ạ, 333,75 nhá. 333,75. Vậy đáp án chính xác của chúng ta câu 7 là đáp án A.